Hello cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay cho mọi người coi cái đây là cái cây mình mới mua 5 gallon. Cây này là cây ổi nữ hoàng nha các bạn. Mình mua về nó đã có trái sẵn rồi nè. Tại vì bữa hổm mình mua một cây nữ hoàng, mình trồng từ hạt của người ta bán đó các bạn, nhưng mà ăn ra toàn là hạt không à. Nó nhiều hạt lắm. Thành ra mình bây giờ mình mua cái cây này là ổi nữ hoàng mà người ta có trái sẵn, cho nó chắc ăn đó các bạn. Nè, nó được 2 trái như đang có bông. Hiện tại giờ thì đang mùa đông á, thì nó cây nó hơi eo ọt các bạn, mình phải vô đất lại và vô phân lại các bạn. Nó được 2 trái đây, một trái này ăn được rồi nè, với một trái phía bên đây nữa đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ ăn ổi nữ hoàng với mấy giống ổi khác để coi cái nào ngon nha các bạn. Thôi mình bẻ luôn đi nha. Trái này ăn được rồi, bẻ luôn. Ok, đây là giống ổi nữ hoàng. Còn ở đây là cây ổi ruby nha các bạn. Đây mình mua cái chậu này bự nè. Cái chậu này 15 gallon. Nó có nhiều trái lắm các bạn. Thì bữa nay mình cũng bẻ thử một trái ruby mình ăn để mình review cho các bạn coi. Cái trái này được chưa ta? Không biết trái nào được nữa. Để mình coi thử thôi. Trái nào được? Trái này được không các bạn? Bóp vô thì cũng hơi. Ok. Mùa này là mùa đông á các bạn, thành ra mấy cái trái này nó không có được chín lắm đâu. Nó hơi khó lắm. Bởi vì mình cũng khó nói để review cho nó giống nha. Mùa đông cái trái trên này chắc cũng nhỏ. Để mình lựa một trái mình bẻ nha các bạn. Đây, còn một cái cây này là cây ổi mật thủy đào nè các bạn. Nó cây này được 4 trái. Mình cũng để ở trong này, tại mới mua mình sợ nó lạnh á. Mình phải, ông xã mình đóng cái greenhouse cho mình xong rồi mình mới bỏ nó vô. Đây là mật thủy đào. Còn cái cây ổi này nè các bạn, đây là ổi đáy mình. Quá trời trái luôn nè mọi người. Mê chưa? Đó. Đây, trái của nó nè. Đây là cái ổi đáy mình nha. Đó các bạn. Đó. Bẻ lại cái trái này thì các bạn, nó nhỏ nhưng mà nó chín được một bên, còn bên nó chưa có ready. Nhưng mình muốn thử luôn á. Mình thử review coi như thế nào các bạn. Ok các bạn, đây là cái ổi đáy mình của em Linh gửi cho mình. Đây là 4-5 trái ổi em Linh gửi cho. Cảm ơn em Linh nha, O2 Nursery gửi cho chị hết 5 trái ổi. Rồi ở đây là cái ổi này là ổi ổi này là ổi nữ hoàng nè các bạn, mình bẻ từ cây. Rồi còn cái ổi này là cái ổi ruby Đài Loan đỏ. Mình cũng bẻ từ cây, mình muốn ăn thử 3 cái giống này nó ra làm sao nha các bạn. Đó, để mình cắt thử cho mọi người coi. Đó anh chị các bạn, bây giờ anh sẽ cắt cái trái ruby ra trước. Nó giòn hả? Nó hơi hồng hồng ha. Đưa em coi có hạt nhiều không. Nè, cái trái này nè là ruby đó các bạn, chắc có vài hạt thôi. Đó. Còn cái ổi nữ hoàng đi. Trông chờ nữ hoàng quá. Này nữ hoàng nè. Này hoàng đế nè. No, cái đó đáy mình. Hột xoàn đó. Đây là giống ổi nữ hoàng nha các bạn. Này, lấy dao bự làm nó xíu. Đưa em coi coi, nó có dài hột à? Thịt không à. Đưa em coi coi. Đó nè các bạn, nó có dài hột thôi à. Đó, cái ổi nữ hoàng thì nó chỉ có vậy thôi nè các bạn. Nhưng mà ăn không biết làm sao ha, mình sẽ cho mọi người biết. Rồi, bây giờ tới ổi đáy mình đi. Ổi đáy mình này là bự chà bá luôn. Này là của em Linh gửi nè các bạn. Mình mua cây ổi của em Linh nhiều giống ổi đáy mình đủ loại. Rất là đặc biệt luôn á. Thành ra mình muốn chia sẻ với mọi người ăn thử. Ngon không? Gọt.
Trái đó bự nhất à? Nhìn là thấy ngon rồi. Em đái mình. Trời ơi. Đâu, đái mình đâu. Em đái mình này cũng không có hạt nữa bạn. Thịt không à? Đó, rồi bây giờ cắt ra luôn đi. Cắt ra thử. Thử nào trước? Thử nhỏ trước đi. Nhỏ là ruby á. Ruby. Ăn thử coi sao. Ừ. Thì sao? Ruby thường thường nó hay giòn, nó giòn dữ lắm. Nó giòn. Mà trái này chưa mấy chín hung đi. Mình bẻ sớm nè. Tại bẻ review cho mọi người coi chứ nó chưa có ready không. Ở này cũng như ổi gì bẫy mỹ chứ. Có cây không hột gì đó. Chưa chín nè. Hơi chát ha. Ruby á. Ruby nó giòn lắm các bạn, giống như trái pear vậy. Giòn, đặc biệt giòn. Giòn tan trong miệng. Đây là ruby. Giòn. Đặc biệt quá. Nó giòn. Ok. Giỏi nữ hoàng thử đi. Thử nữ hoàng. Nữ hoàng á. Không, nó cũng giống giống như này là. Để ăn thử rồi biết. Ngọt trong mềm lắm. Nữ hoàng sao? Ngọt trong rất là mềm. Mời các bạn ăn ổi nha các bạn. Cô chú anh chị các bạn ăn ổi. Nhà nữ hoàng nè, thử coi. Thịt cũng rất là dày. Ngọt ngay à. Trái này hơi chín à. Hơi chín chút xíu rồi các bạn. Mà ngọt lắm. Cái này không ngọt bằng. Mà cái độ giòn cái đó nó không có giòn bằng cái thằng ruby. Ruby giòn dữ lắm. Nhưng mà nó có ngọt. Nhưng mà cái này mình bẻ, mình nếu mình bẻ mà nó còn hơi chưa chín á thì mình nghĩ không biết có giòn không ha. Thử coi. Ngọt ngay à. Quá ngon. Cũng giòn nhưng mà so với ruby thì không bằng. Mà cái độ ngọt của nó thì ngọt nhiều. Ổi nữ hoàng ngon. Ngọt. Không có hạt. Không có hạt. Ngọt chứ. Hai hạt là dữ lắm. Ngon ha. Ok. Thử lại mình. Ngọt rất ngon quá. Miệng da nó đẹp quá trời. Thử lại mình đi. Ngày toàn tuyển không? Nãy như ba chưa ăn đáy mình à. Ba cái nữ hoàng. Thử đáy mình hỏi sao. Đây, đây mời cô chú anh chị các bạn đây là ổi đáy mình. Đáy mình. Thử đáy mình ha. Đáy mình thì giòn hơn. Cũng ngọt. Còn mềm hơn này nữa. Mấy hộp à? Mấy hộp, tôi nghĩ lớn, nó mà lớn nữa chắc không thấy hộp nữa. Thật sự ra. Trời ơi, coi cái thịt của nó. Nó giòn, ngọt. Thịt của nó dày, dày như vậy nè. Kinh khủng. Thằng trái đang trái. Ngọt quá các bạn ơi. Hai cái độ thằng đai mình với thằng nữ hoàng này ngang ngửa nhau á. Hả? Không có phân thắng bại được. Hả? Hai đứa rồi con. Thấy nó giống nhau nhiều lắm. Đáy mình với nữ hoàng giống quá các bạn. Ăn gọi con nào ngọt hơn. Cắn này mới hắn kiên lắm. Nữ hoàng giòn hơn à. Ngọt hơn nữa. Trời khó nói quá. Chú thấy sao đi? Hai cái ngon hết luôn à. Giống nhau. Giống nhau. Giống nhiều. Không có khác nhiều. Có thể là vậy nè. Giữa con này với con này nè.
Đằng này có thể là cái thịt cái nó thịt nó nhiều hơn này nữa. Tùy theo cái bự cho nhỏ. Nếu mà nói tùy theo cái bự cho nhỏ thì chắc cũng xem chứ không có khác biệt nhiều đâu. Mình thấy ngon quá, hai cái giống nhau ngon À, hết. trời ơi nó thịt nó quá trời luôn. Yeah. Hột có mấy hột à? Ừ. Hai vài ba hộp thôi. Wow. Hỏi chấm muối cũng ngon. Nó ngọt ngay à. Ừ. Cái ngọt của nó nhiều hơn cái chua. Bây giờ ý là Linh bẻ cho mình là mấy ngày rồi nha các bạn. Nếu mà bẻ từ trên cây và xuống nữa thì nó ngon ha. Mới giòn hơn. Đường lên sắm vài cây. Tiểu đường nên xong nên trồng vài cây hả? Trời ơi, phải ở dưới mầm San Diego dưới lot trồng sướng các bạn. Ở đây mình trồng khó quá. Nhưng mà quá trời ngon. Mình phải nói luôn. Giống ổi này không có hạt, ít hạt. Nhưng mà rất là ngon, thịt không à. Đó, theo mình thấy thì ba loại này đáng trồng các bạn. Cái thằng Ruby á, tại vì cái trái này mình bẻ chưa tới nè, mình muốn review cho mọi người coi chưa tới. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là nó còn nhỏ, nó rất là giòn. Đặc biệt cái thằng Ruby này nó giòn một cách kinh khủng, giòn tan ở trong miệng, giòn ngộ lắm. Còn cái Trong này nè, nó Diamond giòn nhưng mà nó hơi nó giòn. có thể nó còn nhỏ, nó hơi chát chát một chút. Tại chưa chín, em nói Tại chưa á, chín. ừ, chưa nhé. Chứ nếu mà nó chín nó cũng thui mấy ngày đâu à nha. Còn hai này á, trước mắt là thấy ngọt, giòn, Yeah. thịt dày. Trời ơi, Ngon mấy không? cái Thịt này không đáng á? trồng các bạn. Các bạn ơi, mình còn cái mật thủy đào nè, mình còn cái cây ổi lê không hạt nữa các bạn. Mấy cái đó cũng là giống độc không à. Với thằng Ruby Kali á, nó để mình gán năm nay coi nó có trái à. Cái này đáng trồng hết các bạn. Mình nghĩ mọi người nên có một cây nè. Nếu mà ở dưới San Diego hoặc là Los thì phải nên trồng. Quá ngon luôn. Đó, một chút chia sẻ với các bạn ha. Ok, bye bye.